Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Ở Đâu Rẻ Nhất. Đây là kênh chuyên review và so sánh giá tất cả các sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam hiện nay như Shopee, Tiki, Lazada và Sen Đỏ. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một sản phẩm đang sale rất là nhiều trên các sàn thương mại điện tử và rất cần thiết cho mọi cá nhân chúng ta, đó chính là sản phẩm giày thể thao. Các bạn có thể thấy đây là những mẫu giày thể thao rất là đẹp mắt với rất nhiều giá cả khác nhau. Mình sẽ chia sẻ các bạn từng sàn thương mại điện tử một để cho các bạn xem là cái chương trình giảm giá như thế nào nha. Sàn thương mại điện tử đầu tiên mình giới thiệu với các bạn đó là sàn Shopee. Đi vào Shopee thì các bạn nhớ vào Shopee Mall nha các bạn. Thì ở đây có cái mục là Shopee Mall nè, các bạn click vào đây nha. Đây là cái mục Shopee Mall nha các bạn. Nè các bạn thấy nha. Chúng ta đang tìm sản phẩm là giày thể thao ha. Thì đây là những cái shop mà có cái chữ Mall nè, các bạn có để ý hay không? Đó là những cái shop bán hàng chính hãng và có cái độ uy tín nhất định mới được chọn để làm cái Shopee Mall để mang lại cái độ tin cậy cao hơn cho khách hàng. Các bạn có thể thấy là những cái mẫu giày nó đang giảm giá rất là nhiều, đặc biệt là ngày 12 tháng 12 sắp tới thì trên Shopee Mall cũng như là trang Shopee nói chung có rất là nhiều shop chạy chương trình giảm giá. Vì vậy các bạn cứ nhanh tay vào tìm hiểu để mua cho mình một đôi giày thật ưng ý với giá cả vừa phải và chất lượng tốt nhất các bạn nha. Mình sẽ cho các bạn xem sơ qua nè. Tất cả các Shopee Mall ở đây đều giảm giá nè, 45%, 34% ha. Đó, mẫu mã giày thì các bạn thấy rất là đẹp mắt. Tùy theo cái nhu cầu của từng cá nhân, chúng ta mạnh dạn tìm hiểu từng cái shop mà nếu chúng ta thấy cái hình ảnh đôi giày đó chúng ta vừa ý, chúng ta thích và giá cả hợp lý thì chúng ta cứ click vào xem, lựa chọn và mua hàng nếu như có nhu cầu các bạn ha. Sau đây thì mình sẽ sang cái sàn thương mại điện tử tiếp theo, đó là sàn Tiki. Thì ở Tiki khi mà search cái từ khóa là giày thể thao giá rẻ thì mình đang thấy hiện ra một số cái shop bán như thế này nè các bạn. Thì những cái mẫu mã giày ở đây nó cũng hơi khác hơn so với bên Shopee. Ở đây cái giá cả nó cũng phải kèm theo cái hãng cũng như cái chất lượng giày mình mua nữa nha các bạn. Đặc biệt là khi mua giày các bạn nhớ cái size chân của mình nha. Mình phải để ý những cái comment xem là những cái size chân giày nó nhích hơn một số hay là giảm bớt một số để chúng ta mua, chúng ta ướm được cái độ chân chúng ta vừa với cái đôi giày chúng ta lựa chọn nha. Đó, quá nhiều shop bán luôn. Giày nữ nè, đây rất là đẹp luôn ha các bạn. Rồi giày nam, rất là nhiều cái mẫu giày thể thao nè, các bạn thấy không, đẹp lắm. Không cần phải chạy vậy ra đường, không cần phải đi Donny thử giày ở các shop khi mà cái dịp cuối năm này nó rất là bận rộn và đông đúc. Các bạn có thể mua được trên những cái sàn thương mại điện tử như thế này, vừa được hưởng ưu đãi giảm giá mà vừa có thể lựa chọn tùy thích, nếu mình không thích thì mình không mua. Rồi, sàn thương mại điện tử tiếp theo mình giới thiệu với các bạn đó là sàn Lazada ha. Ở Lazada thì cũng tương tự như Shopee, có cái mục là Lamon nè, các bạn có thấy không? Đây là cái mục Lazamon và cái từ khóa là giày thể thao thì mình đang thấy hiện ra một số shop bán có chương trình giảm giá như thế này nè. Các bạn thấy không? Giảm còn 100.000 này, 109, 94.000 nè, 115.000. Rất là nhiều mẫu mã giày khác nhau. Đây là một sản phẩm giày rất là đẹp nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Rất là nhiều chương trình giảm giá luôn nè. Giày nam, giày nữ ha. Đó, giày thể thao nè, quá đẹp luôn nè. Đây, có chương trình giảm giá còn 99.000 luôn nè các bạn. Đây là sàn thương mại điện tử Sen Đỏ nha các bạn. Thì tương tự như những cái sàn kia thì Sen Đỏ nó cũng có những cái gian hàng chính hãng là Sen Mall nha. Đây là những cái shop mà Sen Mall nha các bạn, là những cái shop bán hàng chính hãng. Thì có chương trình giảm giá mình cũng an tâm được rằng đây là những cái shop bán hàng chính hãng và giảm giá thì nó cũng có cái độ uy tín. Rất là nhiều shop đang giảm giá luôn các bạn ơi. Giày đủ kích cỡ và đủ cái chủng loại luôn, giày nam, giày nữ, màu sắc rất là đẹp. Giá cả thì tùy theo từng cái loại giày nè. Chương trình giảm giá thì tùy theo từng shop, giảm giá từ 17% cho tới 44% luôn nè. Sau khi mà review qua 4 sàn thương mại điện tử thì mình thấy rằng là sản phẩm giày thể thao này nó rất là hot, có rất là nhiều người bán và rất là nhiều người mua. Nhu cầu của mọi cá nhân cũng rất là nhiều đối với sản phẩm này. Tất cả những cái đường link liên quan đến sản phẩm và những chương trình giảm giá mình đều đặt hết bên dưới. Các bạn có thể click vào xem, tìm hiểu và mua hàng nếu có nhu cầu các bạn nha. Các bạn nhớ like, share, comment, đăng ký kênh và rung chuông để nhận được những video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.